Vứt bỏ cha đẻ. Ngày xưa, ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có hai nhà sống cạnh nhau. Một nhà thì khá giả, sống trong một ngôi nhà to, đẹp. Còn người kia thì nghèo khổ, chỉ có độc một căn nhà đã cũ, lại lụp xụp. Một hôm, có một ông cụ từ xa đến, vô tình dẫm vào bẫy thú rừng và bị thương. Ôi trời ơi, đau quá. Ôi trời ơi, không ngờ vết thương lại sâu thế này. Ôi đau quá, thế này làm sao có thể về nhà trước khi trời tối đây. Tên kia, ngươi làm gì ở cổng nhà ta đây? Có bao tránh đường cho ta vào nhà không? Ai cho ngươi ngồi trước cửa nhà ta thế này? Anh thông cảm, tôi đang trên đường về quê thì dẫm phải bẫy thú rừng nên bị thương, đau quá nên đành ngồi tạm cửa nhà anh. Nếu không phiền, có thể cho tôi trú nhờ cửa nhà anh đêm nay được không? Một kẻ nghèo kiết xác không có lấy một bộ quần áo tử tế, lại còn bị thương thế kia, ngồi trước cửa để bàn lại vận xui cho nhà ta à? Ta chẳng dạy. Không được đâu, ngươi tự mà đi tìm chỗ khác trú chân đi. Tôi đau quá. Anh làm ơn đi. Không có ơn huệ gì cả. Đi mau để ta còn cho ngựa vào chuồng. Đừng có đứng chắn giữa cửa nhà người khác như thế. Vậy ông hãy đến nhà tôi nghỉ tạm qua đêm nay nha. Nếu không chê, xin hãy đến nhà tôi. Nếu vậy thì anh đưa ông già suối quẩy này vào nhà đi. Đừng để ông ta ngồi trước cửa nhà tôi nữa. Nhà tôi ở ngay bên cạnh, tuy không giàu có gì cho cam, nhưng cũng đủ để ông không phải ngủ ngoài đường như thế này. Tôi không dám làm phiền gia đình anh, tôi chỉ dám xin ngủ nhờ hiên nhà thôi. Ông đừng có nói vậy, chúng ta có duyên mới gặp được nhau, giúp người cũng là để tạo phúc đức cho con cháu mà. Đi theo tôi sẽ rửa vết thương này cho ông. Ôi trời ơi, mệt quá. Dạ chào ông đừng có ngại, cứ coi nhà chúng tôi như nhà của mình ấy. Ôi, thật là làm phiền ông bà quá. Ông đừng có nói vậy, nhà tôi nghèo nhưng cũng rất hiếu khách. Ông ngồi xuống ghế để tôi sát trùng vết thương cho. Ôi trời ơi, tôi không dám làm phiền, để tôi tự làm cũng được. Nè, ông đừng có ngại, cứ ngồi đó, việc này tôi làm được mà. Bà đi nấu ngay một nồi khoai tây cho tôi, sau đó đi vắt ít sữa dê để cho khách uống. Dạ, tôi đi ngay. Không cần đâu, tôi không có đói, không cần phiền ông bà như vậy đâu. Ông đừng có ngại, đã đến đây rồi thì dùng bữa với chúng tôi. Nhà tôi không có thức ăn cao lương mỹ vị gì cả, chỉ có tấm lòng với những món ăn rất đơn giản, mong ông đừng chê. Xong rồi, cũng may vết thương không đến nỗi nặng lắm, tôi đã bôi thuốc, chắc mai sẽ khỏi thôi. Cảm ơn ông nhiều. Thôi, chúng ta cùng ăn tối đi, chắc ông cũng đói rồi. Và thế là ông cụ ngồi chung với vợ chồng người nghèo ăn tối. Bữa ăn tuy đạm bạc nhưng ông cụ ăn rất ngon miệng và chủ nhà rất niềm nở với ông. Ông đi cẩn thận nha. Cảm ơn ông bà. Ông bà là người tốt bụng, phúc đức sau này sẽ tìm đến hai ông bà. Tôi còn cái bánh bao sáng mới làm nè, lúc đi đường có đói á, ông nhớ lấy mà ăn nha. Hai người thật tốt bụng. Trước khi đi, để tôi tỏ lòng biết ơn với hai vợ chồng. Tôi có ba điều ước, hai người muốn gì, ta hứa sẽ giúp hai người thực hiện ba điều ước đó. Ba điều ước ư? Đúng. Thoạt nghe thì nó thật viển vông, nhưng đó đều là sự thật. Hai người cứ ước những điều mà mình muốn đi. Tôi không dám mong ước gì cao sang, tôi chỉ mong suốt đời được thanh thản, có nghĩa là hàng ngày đủ ăn, mạnh khỏe. Còn điều ước thứ ba, tôi cũng chưa biết dùng vào việc gì cả. Hai người có muốn có một căn nhà mới không, để thay cho túp lều này? Ôi, lại được một căn nhà mới thì còn gì bằng. Cụ quả là người có tài phép hơn người. Đội ơn cụ rất nhiều. Ngay khi tên nhà giàu kia thức dậy, hắn nhìn ra ngoài qua cửa sổ thì thấy không còn túp lều của người nghèo đâu cả. Ngay trước mắt hắn là một căn nhà mới khang trang lợp ngói đỏ. Hắn mở to mắt ngắm và hoảng hốt kêu vợ sang nhà bên tìm hiểu sự tình. Người nghèo thật thà kể lại toàn bộ sự việc cho vợ người giàu nghe về ba điều ước kỳ lạ của ông cụ đêm qua xin trú nhờ. Ôi trời ơi, đúng là tôi đáng bị trừng phạt. Giá như tôi biết trước nhỉ, người khách ấy trước đó có tới nhà mình xin ngủ qua đêm, thế mà tôi lại từ chối. Thấy chưa, vậy ông phải nhanh chân đuổi kịp ngày ấy.
Chắc ông cụ chưa đi xa đây đâu. Ông phải đuổi kịp để xin ba điều ước cho nhà ta nữa chứ. Ôi may quá, tôi đuổi kịp người rồi. Tôi rất lấy làm tiếc. Tối qua khi tôi tìm được chìa khóa để mở cổng thì không thấy ông đâu nữa. Giờ gặp lại được rồi. Tôi xin mời khách, khi nào quay trở lại thì ngủ ở nhà mình. Khi nào quay trở lại tôi sẽ ngủ ở nhà ông. Vậy tôi có được ba điều ước như người hàng xóm nghèo hèn kia không? Được, nhưng ta nghĩ tốt nhất ngươi đừng có ước gì cả. Tôi biết ước cái gì đây. Ước cái gì ? Giàu có hay sống lâu đây? Người cứ lên ngựa về nhà, những điều ước của người sẽ trở thành hiện thực. Biết ước gì ? Ước gì đây? Ly xê, ngoan nào. Con ngựa đáng ghét này. Trời ơi, đau quá. Ước gì, người chết quách đi cho rồi. Trời ơi, vậy là ta đã phí mất một điều ước thứ nhất ư? Cũng mày lấy được cái yên ngựa, bỏ đi thì phí quá. Mình còn hai điều ước nữa, biết ước cái gì đây? Mình có nhiều điều ước quá, nào là có nhiều châu báu, nào là ước sao có bia uống cho đỡ khát. Còn vợ ta, trong lúc mình phải vất vả đi bộ dưới cái nắng chói chang này, thì mụ vợ của ta lại được an nhàn ngồi mát ở nhà. Ước gì cô ta cứ phải ngồi trên cái yên ngựa này, và thế là mình thoát được cảnh phải đeo nó trên lưng. Trời ơi, thật là linh nghiệm. Vừa dứt lời là điều ước của mình đã thực hiện được rồi. Thật là thảnh thơi. Trời ơi, cái gì vậy? Chuyện quái quỷ gì thế này? Tại sao là có cái yên ngựa quái quỷ này ở đây vậy? Thôi, bà cứ ngồi yên đó đi. Giờ còn điều ước thứ ba, tôi sẽ ước chúng ta vào nứt đố đổ vách. Thế là ông đã bỏ phí mất hai điều ước một cách vô ích rồi hả? Mà vợ giàu có cũng chẳng có ích được gì. Khi tôi cứ phải ngồi dính chặt trên cái yên ngựa như thế này, chắc hẳn cái điều ước của ông đã biến tôi phải ngồi trên nó. Đã thế, ông phải ước lại để tôi khỏi phải khổ sở như thế này nữa chứ. Không, không được. Điều ước thứ ba phải ước mình giàu, thật giàu chứ. Có nhiều tiền, nhưng cả đời cứ phải ngồi trên cái yên ngựa thế này, tôi chịu sao được. Nếu ông không cho nó biến mất, sau này tôi sẽ kéo ông ngồi cùng với nó. Cả hai chúng ta sẽ ngồi trên cái yên ngựa này cả đời luôn. Ôi trời ơi, thế đâu có được. Không được thì ước lại đi. Ước cho cái yên ngựa quái quỷ này biến mất khỏi đây cho rồi. Thật là phí. Ước gì cho cái yên ngựa kia biến mất để bà vợ của tôi không phải cả đời ngồi trên nó nữa. Ôi trời ơi, biến mất rồi. May quá, mất rồi. Mặc dù có ba điều ước đấy, nhưng tên nhà giàu tham lam kia lại chẳng được gì ngoài bực tức, mệt nhọc. Con ngựa của hắn thì chết, còn vợ chồng người nghèo tốt bụng kia, họ sống trong sung túc, an bình tới khi khuất núi. Sâu rớm và ốc sên. Cậu kia, mau vào đây, trốn đi chứ. Hả? Sao phải vậy chứ? Nó kìa. Ôi, sao cậu lại tài giỏi như thế? Con chim đó chẳng làm gì nổi cậu, nên đã phải bỏ đi kìa. Cậu thấy không? Vỏ của tớ rất chắc chắn và an toàn đúng không? Ôi, tuyệt quá! Mình ước cũng có một cái vỏ như vậy. Sao cơ? Cậu cũng muốn có một cái vỏ trên lưng hả? Việc đó cũng không khó lắm đâu. Mình biết một bãi cát gần đây có nhiều vỏ ốc lắm đấy. Thật không? Ốc sên, cậu chỉ cho mình với. Cậu chọn lấy một cái mà dùng, ở đây có nhiều lắm. Hay quá. Những cái lông xinh đẹp của mình. Ôi, tấm áo giáp mới của mình. Hay cậu thử vỏ ốc này đi. Ôi, cái vỏ ốc ấy quá nhỏ đối với tớ thì phải. Cái vỏ ốc này to hơn nhiều đấy. Ây chà, chỗ này cũng thoải mái lắm.
Chúc mừng cậu. Thế là từ nay cậu không còn phải sợ mấy con chim kia nữa nhé. Ha ha, cảm ơn cậu. Trời ơi, thế này thì làm sao mà về nhà được? Những cái lá non của tôi ở tít trên ngọn cây cao kia cơ. Đói quá, mệt quá, nặng quá, mình không thể nào trở về ngọn cây. Phải làm thế nào bây giờ? Mình không thể bỏ lại chiếc áo giáp này. Trời ơi, một con chim nguy hiểm. Ấy làm sao phá được nhà của ta cơ chứ? À! Ôi, không xong rồi. Ô, những chiếc lông nhọn của mình chính là thứ vũ khí tuyệt nhất dành cho mình rồi. Dù đã vất vả khổ công mang vác cái vỏ an toàn như của ốc sên, nhưng cuối cùng cũng chẳng giúp được gì. Hóa ra biết sử dụng và phát huy những ưu điểm vốn có của mình mới là tuyệt nhất. Chiếc cầu phước đức. Xưa kia, tại một làng ven con suối lớn, hàng ngày người dân qua lại rất khó khăn. Này, cẩn thận đấy! Thằng Ba Tèo nó đi ngay đằng sau, xảy ra là mất ngay với nó. Đúng đấy, dân chuyên trộm cắp trong chợ, ai hở ra cái gì là mất ngay. Bữa nay có ông mất thôi cả buồn dừa đấy. Nó nhỏ thôi, bà Tèo mẹ nó đang đứng kia kìa. Chào ôi, nhỏ to cái gì, chả quen quá rồi đi ấy chứ. Mà không chỉ có nó đâu nha, nghe nói đời cha đời ông cũng từng bị tống vào ngục vì tội trộm cắp rồi. Thôi, cứ tránh xa ra là tốt nhất, mà cũng phải rảo bước lên. Còn về cơm nước, tối đến nơi rồi. Mẹ ơi, con về rồi. Để con chặt trái dừa cho mẹ uống nước. Bữa nay con mua được miếng thịt heo, con nấu cháo cho mẹ con mình ăn tối nhé. Bà, con ngồi xuống đây. Bấy lâu nay con có nghe lời mẹ dặn không? Con nghe lời mẹ chứ. Lâu nay con bỏ hẳn chuyện đó rồi. Con luôn nỗ lực làm lụng, kiếm củi, kiếm nấm trong rừng ra chợ bán. Dừa này, thịt này đều là con dùng tiền bán củi mua được mà mẹ. Mẹ đang nghĩ con lại ăn trộm đúng không? Mẹ nghe người ta nói. Vậy là mẹ không tin con. Con vẫn nhớ lời mẹ. Mấy đời trộm cắp, làm việc thất đức, có bao giờ khá giả được đâu. Ngược lại hết họa này đến họa khác đổ xuống. Vì vậy con đã quyết từ bỏ thói xấu ấy lâu rồi. Ngoài kia con cũng nghe đủ những lời rèm pha, nhưng vẫn ráng tu thân, phục thiện. Vậy mà đến mẹ cũng nghĩ con như vậy. Con à, con đừng có vội nản lòng. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ mà con. Để thay đổi cái nhìn của người đời một phút một chốc á, thì không thể được đâu con à. Vâng, con hiểu. Cẩn thận đấy, đồ đạc tiền nong cất cả đi. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Đừng nản lòng con à. Hôm nay mưa thế này, lũ về, chúng ta mắc kẹt cả rồi. Phải đợi mấy ngày nước rút mới về được. Chết mất thôi, mùa mưa này cứ dăm bữa nửa tháng lại thế. Giá mà có một cây cầu qua sông nhỉ. Hay là... Ba ơi, mày làm việc này đi. Mẹ ơi, nước lũ to quá, không ai về được. Con đang nghĩ hay là con sẽ bắt một cây cầu qua suối. Làm được việc này hẳn sẽ hữu ích cho nhiều người. Bắt được cầu qua con suối đó thì đó là việc làm phúc đức mà muôn ngàn đời nhớ tới. Nhưng việc đó khó khăn lắm. Con suối này rộng mấy trăm sải đây con à. Trước đây cũng từng có người làm rồi nhưng lại bỏ.
con cũng biết điều đó, nhưng cứ nghĩ nhà mình mấy đời làm việc thất đức, con nhất định phải bắt được cây cầu này. Con sẽ làm mọi cách mẹ ạ. Thằng ba dạo này lạ quá, bắt cầu qua suối cho dân làng cơ đấy. Dạo này cậu ấy khác lắm, xem ra cũng là người chăm chỉ đấy chứ. Cứ để xem cậu ta làm được gì đã. Lúc trước có người cũng làm đó thôi, nhưng có được đâu. Cậu ba, tỉnh lại đi. Cậu ấy bị kiệt sức rồi, thật tội. Chắc việc xây cầu này đành bỏ dở vậy thôi, chứ làng mình toàn phụ nữ và người già, thanh niên trai tráng thì đi buôn ba làm ăn xa cả rồi. Có chuyện gì xảy ra với chàng trai này vậy? Anh ấy mấy tháng nay lặn lội bắt cầu qua đây, kiệt sức nên bị ngất. Để tôi xem nào, tôi có mang theo thuốc đây. Hoàn cảnh của tôi cũng không khác gì cậu. Thú thật với cậu, đời cha ông tôi tuy làm quan lớn nhưng không tu đức, lại ức hiếp dân chúng. Có lẽ vì thế đến đời tôi lấy vợ đã hơn 20 năm rồi mà chưa lấy một mụn con, đến giờ vẫn hiu quạnh. Cậu ba à, tôi cũng muốn làm điều gì đó phúc đức để chuộc lỗi lầm xưa. Cậu cho tôi góp sức cùng bắt chiếc cầu với. Tôi sẽ huy động họ hàng đến làm. Chúng ta thay phiên nhau để anh có thời gian đỡ đần chăm sóc mẹ mình nữa chứ. Nếu như anh có thiện ý như vậy thì còn gì bằng. Có chí hướng như vậy thì cái cầu này sẽ chống xong, dân chúng sẽ mau được qua lại, còn gì tốt hơn. Vậy chúng ta cùng quyết tâm nhé. Có cây cầu này đi lại sướng quá. Không biết ông bà nào tâm đức dày thế đã làm cho dân cây cầu này. Cầu trời phù hộ cho mọi sự tốt lành. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.